Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chích thuốc lên giống một lần nữa để cho các bạn tham khảo nha. Hôm nay là mình chích loại khác, xem cái hiệu quả so với cái Getabest thì như thế nào nha. Ở đây là mình có một con nái tơ nè. Con này là con nái tơ nha, chưa lên giống lần nào luôn nè. Con này là trung bày với nó đã lên giống một lần, mình bỏ bột nước rồi. Con này là chưa lên giống nè. Rồi con này là con nái giống nha. Con này là con nái gạ, vẫn chưa lên giống luôn, tách bày gần 20 ngày rồi mà vẫn chưa lên giống luôn. Thì hôm nay á thì mình sẽ chích thuốc ba con này nha các bạn. Đây con nái gạ, con nái giống mà nái tơ nha. Rồi đây con tơ luôn, là mình sẽ chích ba con này. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem coi tình hình nó như thế nào nha. Bây giờ là 6 giờ tối ngày 16 tháng 11 năm 2022 nha. Chiều nay là 6 giờ tối nè, là ngày 16 tháng 11 năm 2022 thì mình sẽ tiêm ba con này. Rồi mỗi ngày thì mình sẽ quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo xem coi là mình quay mình chích xem là mình chích bao nhiêu ngày thì heo sẽ lên giống và lên mạnh hay không nha, hiệu quả thuốc tới đâu thì mình sẽ quay cho các bạn tham khảo nha. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với bạn loại thuốc nè. Ở đây thì thuốc mình mới mua về nên chích hơi trễ, bạn thông cảm nha. Hôm nay là mình chích buổi tối luôn nha. Đây mình mới chạy đi mua thuốc về nè. Hai chai này là khô thai nha, mình mua chỗ khác, tiệm khác các bạn, không có mua tiệm trước nữa. Là chai này là 45.000 nè. Rồi cái này là thuốc lên giống nè, mắc 600. Loại này là một cặp là 180 nha các bạn, để mình khui ra cho các bạn xem nha. Đây mình đem ra cái loại này cho các bạn tham khảo nha. Loại này thì mình chưa sử dụng lần nào hết trơn á các bạn. Loại này là mình xài lần đầu tiên nè, một cặp là 180 nha. Bảo quản lạnh giống như là vaccine nha các bạn. Hai chai này pha lẫn nhau nha, chai nắp xanh với chai nắp cam á, là chúng ta pha lẫn với nhau là tổng là 5C chích cho một con nái. Khi mà nái lên giống á thì chúng ta sẽ canh ngày chúng ta phối luôn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái quá trình mà chích cho heo nái hậu bị mà chưa lên giống, hoặc là heo nái tách con không chịu lên giống, thì mình sẽ tiêm xem hiệu quả nó như thế nào. Bây giờ thì mình chích ba con cho các bạn để ý nha. Đây cái con tơ này là chưa lên giống lần nào nè. Con này là con hậu bị nè, con hậu bị là mình bắt nè. Rồi con này là con nái gạ nè, cũng chưa lên giống luôn. Bây giờ mình sẽ chích ba con này nha. Các bạn lưu ý là trong quá trình mình chích con heo là mình không quay cho các bạn nha. Tại vì chích con heo là YouTube nó bảo vệ quyền động vật, nó sẽ làm cái video của mình bị hạn chế số lượng người xem nha. Nên có một số bạn là không tiếp cận được cái video. Mình chích xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ quay cái quá trình pha thuốc cho các bạn xem nha. Ở đây là cái dạng viên nén nè các bạn. Đó, ở đây là dạng nước trong nha. Rồi mình sẽ rút nước này mình pha qua cái chai vaccine nha các bạn. Cái này là 5C nha các bạn ơi, hai chai này là pha với nhau là 5C nha. Cái chai màu cam là cái chai vaccine, còn cái chai nắp xanh là cái chai nước pha nha. Pha lại với nhau là 5C như vậy nè các bạn. Đó, rồi bắt đầu một chai vậy là mình chích cho một con nha. Mình tiếp tục mình pha những chai còn lại để mình tiêm luôn nha. Ba chai này là mình đã pha rồi nha các bạn. Ba chai này thì mình sẽ chích ba con nái nha. Bây giờ thì mình sẽ tiêm cho ba con nái. Một chai là rút 5C là được bao nhiêu đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiêm cho con nái nha. Mình đã tiêm hai con rồi, bây giờ mình sẽ tiêm cho con nái bự cuối cùng này. Rồi ba con nái của mình đã tiêm xong nha các bạn ơi. Các bạn thông cảm là trong quá trình mình tiêm á là mình không quay trực tiếp cho các bạn xem được nha. Các bạn thông cảm nha. Ở đây là mình tiêm cho nó rồi, mình tiêm bên đây nè. Nó cái dấu đỏ là vẫn còn đó nha. Nó cái dấu đỏ là dấu tiêm đó, bên đây luôn.
Rồi cái điện thoại mình pin yếu rồi không bật được đèn led luôn các bạn ơi. Ngày mai thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha, xem tình hình nó như thế nào nha. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Sáng lợi thì mình quay cho các bạn xem nha, ba con nha. Đêm hôm là mình chích con này nè, con giống này và con này, tổng cộng là ba con nha các bạn. Hôm nay là mình tạm gọi là ngày đầu tiên nha, mình sẽ quay cái qua nó cho các bạn xem luôn nha. Rồi thì hôm qua mình chưa chích á, thì cái qua nó chưa đỏ nè các bạn. Hôm nay là mình chích, hôm nay là ngày đầu tiên buổi sáng nè, là cái qua nó đỏ nha. Rồi con nấy giống là qua nó cũng đỏ luôn nha các bạn, qua nó cũng đỏ chứ chưa có bự nha. Đây là con gà nè, con gà thì cái qua nó vẫn chưa có gì các bạn. Nó hôm qua thì nó tái, hôm nay thì nó hơi hồng nhẹ thôi chứ nó chưa có biểu hiện gì nha. Hai con này thì mình thấy rõ rệt luôn nè. Thì ngày mai nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay là ngày đầu tiên nè. Bây giờ mình cho mấy con nái mình ăn, cái nó đòi ăn quá trời ăn rồi. Rồi hôm nay là sáng ngày thứ hai heo mình nha các bạn. Mình đã chích thuốc hôm nay. Mình chích thuốc hôm nay được 2 ngày nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem ngày thứ hai nó có tác dụng như thế nào nha. Cái con này thì nó cũng lên luôn nè các bạn. Con này là lên tự nhiên nè. Con này trung bày với nó là con này phải chích thuốc nè. Đây cái con lên tự nhiên nha. Hồi chiều hôm qua là mình thấy nó lên nha. Hôm nay là nó lên bự to luôn nha các bạn. To hơn những con khác luôn. Đây con heo này là chích thuốc được 2 ngày nè các bạn. Cái qua của nó đỏ thôi chứ nó chưa có to lắm nha. Rồi con giống này cũng được 2 ngày luôn nha, qua nó to hơn con kia xíu đó. Rồi đây tới con thứ ba nè, con này hôm nay nó hồng rồi đó bạn. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý về vấn đề nè. Đây là con nái gạ nha, nó lên á thì nó không bự bóng như con tơ đâu, nó chỉ dài thòng và nó đỏ, nó bóng lên thôi, bóng nhẹ thôi chứ không phải là nó bự lên đâu các bạn. Các bạn lưu ý với những con nái gạ nha, các bạn mà mới vào nghề các bạn không để ý là không biết nó lên giống luôn đó. Nó bây giờ là nó ửng đỏ rồi, nó đợi một ngày mai hoặc ngày mốt nữa là nó bóng lên, nó chịu là mình phối nha. Đó đây là những con nái gạ phối rồi nè, con này thì mới tách bầy nó nè. Đây như con này là có thể là sáng mai hoặc là chiều mai phối được nè các bạn. Đây là những con heo mình chích thuốc được 2 ngày nha. Rồi qua ngày thứ ba thì mình sẽ quay cho các bạn xem, mình sẽ cập nhật thường xuyên luôn, khi nào phối được thì mình sẽ quay cho các bạn xem luôn nha. Hôm nay là chiều ngày thứ ba nè các bạn. Đây con heo lên giống tự nhiên nha, qua của nó rất là to, nó chịu rồi nha các bạn. Hôm nay chiều nay là mình phối trước cho con này một liều nha. Còn cái con tơ bên đây hồi trước giờ là chưa lên giống lần nào nè. Cái qua của nó chỉ tương đối thôi chứ chưa có bự lắm các bạn, nó chỉ tương đối thôi. Rồi chiều nay mình chưa làm vệ sinh, nó hơi dơ nha. Còn con giống mình lên giống hơi yếu nha, có thể là mình không phối. Rồi con bên đây là hôm nay là nó đỏ nhiều nè các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba nè, ngày mai là bắt đầu mình phối nha. Ngày mai bắt đầu phối con này, thì con giống này để mai mình coi có phối hay không nha. Đó ngày mai mình sẽ phối chắc cú là phải bói ba con này rồi. Rồi cái con giống thì mình sẽ xem xét lại. Ở đây mình lưu ý với các bạn, con heo gạ và heo tơ mình lưu ý thêm một lần nữa nha. Con heo gạ các bạn là nó chỉ thòng dài xuống và nó chỉ ửng đỏ như vậy thôi các bạn, hoặc là nó bóng hơn một tí nữa thôi chứ nó không bao giờ mà nó phình to giống như con hậu bị tơ nha. Đây là con hậu bị tơ nè, nó tròn bự. Rồi cái con mà gạ thì nó chỉ thòng dài, nó ửng đỏ lên thôi. Các bạn mới vào nghề các bạn nên để ý sau khi heo tách bầy nó lên giống nha. Nhiều khi mà nó tách bầy nó lên giống rồi á thì các bạn không hay nữa đó. Trường hợp mà tiêm thuốc là chỉ áp dụng cho những con heo mà không chịu lên giống hoặc là tách bầy rất là lâu mà nái nó không chịu lên giống nha các bạn. Còn mà nái lên tự nhiên thì các bạn dẫn lên, để lên tự nhiên các bạn phối nha. Thì các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có cái gì mà hay hay nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm để các bạn tham khảo. Để các bạn áp dụng được cái phương pháp nào của mình thì các bạn áp dụng nha. Rồi qua mình đánh giá những con mình tiêm thì thuốc này tiêm là lên giống nha các bạn. Các bạn canh ngày xem được heo là phối nha. Tùy theo thể trạng con heo mà nó lên giống mạnh hay yếu nha các bạn. Không phải là thuốc nó quyết định 100% nha. Tùy theo con heo của mình nữa. Có một số trường hợp là heo tiêm nó vẫn không lên nha các bạn, chứ không phải là tiêm con nào nó cũng lên nha.
Những con mà tiêm từ 2 đến 3 lần mà nó không lên thì các bạn nên loại con heo đó nha các bạn. Các bạn đừng có để nha. Tại vì con heo nó đã không lên rồi á, dù cho nó có lên nó cũng lên rất là yếu. Hoặc là những con nào lên yếu á thì mình xem kiểm tra một hai nước nữa. Nếu mà lên không đạt yêu cầu á thì mình loại luôn nha. Mình đừng có tiếc. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua nha. Ngày mai thì bắt đầu mình sẽ phối tinh nha các bạn. Đây, sáng nay mình đi lấy tinh á, thì mình quay hành trình đi lấy tinh cho các bạn xem nha. Đường của mình á, là đường rất nhỏ nha các bạn. Đường này là đường lộn nhựa hồi xưa nha, hư hết rồi các bạn. Còn khúc kia là nó hơn nữa. Rồi mình chạy một khúc á, thì mình có đường lộ đan. Khi lộ đan mình chạy một khúc nữa thì mình chạy ra tới thị trấn. Trên đây là trên cầu nha. Cái tòa nhà cao cao phía bên tay trái á, đó là trung tâm y tế huyện Phước Long, là bệnh viện đó các bạn. Rồi mình chạy một khúc nữa thì sắp tới Phương Trang nha các bạn. Xe này tin này gửi Phương Trang về nha. Thùng tinh mình đã đem về tới nè các bạn ơi. Bây giờ mình khui ra cho các bạn xem nha. Thùng tinh này thì cũng giống như cái thùng tinh lần trước thôi nha các bạn. Ở bên trên là nước đá khô, là những ở bên hông cũng nước đá khô nha. Ở phía trong này có thêm một cái thùng nữa nha. Đây cái thùng bên trong nè các bạn. Thấy các bạn thấy chữ GB không? Là giống ông bà nha. Tinh này dùng để phối để giống nha các bạn. Rồi bên trong là lớp giấy bạc quấn kỹ lắm các bạn. Rồi mình cho các bạn xem cái bịch tinh nha. Đó, lăn rác nha các bạn. Bịch tinh này giá trị mỗi bịch 1 triệu nha các bạn. Ở đây là hai bịch là 2 triệu trên một con nái nha. Đây là tinh giống nha. Thì tới phối thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, hạn sử dụng là 6 ngày kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất là ngày 17 tháng 11 nha. Đó, ở đây chỉ có hai bịch tinh như vậy thôi các bạn. Sáng hôm nay thì bắt đầu mình phối tinh nha các bạn. Đây là tinh mình mua, mình đã chuẩn bị xong nha. Rồi mình chúc các bạn phối tinh được nhiều kết quả heo đẻ sai nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình trong thời gian qua nha.